Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, mình là tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là một trong những con giáp lội ngược dòng số phận, hóa hung thành cát, có được nhiều cát tinh cao chiếu, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn. Con giáp này sẽ đón phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để đón cát xua hung? Làm sao để có nhiều vận may đến với mình? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Giáp Dần cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, được lộc bề trên, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, phú quý đầy nhà, trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Đầu tiên, xét cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Theo tử vi số mệnh ta thấy, Giáp Dần là người có đạo đức và ngay thẳng, họ sống theo nguyên tắc của riêng mình và sẽ làm những việc tốt, việc có ích cho xã hội, họ có kỹ năng tổ chức tốt và thể hiện sự tự tin cao trong công việc. Năng lượng mộc kép bởi Dần cũng thuộc hành mộc, khiến cho Giáp Dần điềm đạm nồng hậu hơn so với các tuổi Dần còn lại. Hổ gỗ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trước khi hành động và vì vậy ít khi rơi vào xung đột, họ cũng có các sai quyết thực tiễn cho bất cứ khó khăn nào. Người sinh năm Giáp Dần có thời thơ ấu bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, họ phải cực kỳ lưu ý thời thanh niên, thời kỳ này vô cùng quan trọng, giai đoạn này rất gay gắt, có nhiều vấn đề cùng xảy đến một lúc, nào là chuyện tình cảm, nào là chuyện gia đình, tiền bạc, sự nghiệp. Đứng trước một lô vấn đề như vậy phải đặc biệt cẩn thận, Giáp Dần cần lý trí, bằng không suốt cuộc đời họ khó mà an lành, nhất là ảnh hưởng lớn tới tuổi ta. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần cả cuộc đời khá gian khổ và mạo hiểm, nhưng đây lại chính là điều vui thích nhất. Có biết bao nhiêu vấn đề cần hỏi đích thân giải quyết, người khác lại chẳng giúp ích được gì, khi gặp cấp bách, họ luôn có thể xoay ngược tình thế, biến hung thành cát. Họ là người khá xem trọng trong cách nhìn và không cố gắng giành vị trí chỉ huy. Giáp Dần hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của sự hợp tác với những người khác để có thể tiến nhanh hơn. Họ thu hút được rất nhiều người ủng hộ và cũng có khả năng hòa nhập với mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Tuổi Giáp Dần có tính cách yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ hình mẫu. Họ ghét sự ràng buộc, bước biến. Chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc mình thích. Do không bị bó buộc, khô cứng, nên cách làm việc của họ mang tính chất cảm hứng cao. Nếu như có hứng thú, họ làm việc hiệu quả nhanh gấp 10 lần và ngược lại, kết quả công việc không cao nếu như họ mất đi cảm hứng. Họ thường có thiên phú tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ mình là những cô bé, cậu bé thông minh, kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào, hãnh diện. Khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích nên kiến thức uyên bác sâu rộng. Trong công việc họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Người này là những người ôn hòa, hiền hậu, mềm dẻo, uyển chuyển, lại có tài hùng biện, văn chương, ngôn luận như dòng nước không bao giờ vơi cạn. Tính họ nhân ái, thương người, thích giúp đỡ người khác nhưng lại dễ mắc vào thị phi, miệng tiếng, làm ơn mắc oán, dễ bị hiểu nhầm, ưa cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ, bộc bạch với người thân. Tâm họ tốt, phẩm hạnh họ cao thượng hơn người. Tuy nhiên, tuổi Giáp Dần đa tài nhưng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Cần đề phòng các bệnh về mắt, thị lực kém, cận thị, đau đầu, mất ngủ về đêm do hoạt động trí não căng thẳng và cần độ cao, tần suất liên tục. Dù là dễ bị hiểu nhầm, nhưng đối với họ người khác đánh giá sao cũng không quan trọng lắm vì họ mong muốn điều tốt đẹp đến với những người xung quanh. Họ có nhân sinh quan tiến thủ, tích cực phấn đấu vì công danh, tiền tài và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Họ không có khả năng tập trung lâu, vì vậy họ thường xuyên tìm ra phương thức thúc đẩy bản thân hoàn thành công việc. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng cần nhận thức được tính khí nóng nảy của mình, không để nó chi phối hay gây đau đớn cho bản thân hay những người xung quanh. Cuộc đời của tuổi Giáp Dần ắt sẽ có những thiên tính nóng vội,
mong thành tựu nhanh, mong thành công sớm, kết quả mong đầy. Thế nhưng dĩ nhiên, càng vội thì càng chậm lại càng rèn cái tính kiên trì, bình thản ở trong tâm. Cuộc đời của tuổi Giáp Dần ắt sẽ luôn bị thử thách với khả năng chịu đựng được hoàn cảnh khắc nghiệt, gặp những thử thách mà người bình thường không bao giờ gặp phải, chịu đựng sự đơn độc không phải ai cũng chịu được. Tuổi Giáp Dần ắt sẽ có thời điểm bị thử thách sự trung thành tận tâm, tiếc rằng họ không phụ người, nhưng người lại phụ họ, lắm lúc thấy đau lắm thay, nhưng sau đoạn này, hết ngày bĩ cực cũng thấy hồi thái lai. Con đường mà họ đi dần hình thành, dĩ nhiên ở giai đoạn này, mọi thứ sơ khai nó chỉ đơn giản là họ tìm được đường mà họ đam mê, họ yêu thích và họ biết họ thích gì, mong gì. Biết thế nào là tập trung, nhưng đã nói rằng, cái đoạn này mới chỉ là đoạn nhú mầm sơ khai, nên thỉnh thoảng có thể bạn sẽ đi nhầm một chút, ấy là chuyện rất bình thường. Nhưng bạn nhanh chóng nhận ra và định hình lại và bạn lại tiếp tục tiến về phía trước một cách nhanh hơn, với tiềm năng mà bạn ấp ủ, như một ngôi sao sáng để khác biệt trong vũ trụ tinh không rộng lớn. Mệnh căn, tức là trình độ, là tư duy, là tài năng, nhưng quy ra tiền thì vẫn không nhiều, bùng nổ ở đoạn này thì có nhưng chưa thật sự nhiều, chưa thực sự rực rỡ. Dần đầu tư tài chính bị bật thẳng lên trời xanh, trong giai đoạn này, trải nghiệm của Dần là vô cùng phong phú, đủ mọi khía cạnh buồn vui của nhân sinh, có lúc vui tươi, có khi buồn bã, chán nản, có khi lại bất lực trong tĩnh lặng thinh không. Trong các mối quan hệ là vận may, trong các công việc mà Giáp Dần 1974 đã, đang và sẽ làm, công việc cũ có tiến triển mới, công việc mới có đường để phát triển dài lâu. Sự thắm duyên và vận may của Giáp Dần đánh chủ đạo vào chữ nhân, tức là yếu tố con người, quan hệ, nên nếu là người kinh doanh, sẽ có xã hội được khúc xạ tự nhiên hương, khách gần xa biết tới, nhưng có giữ được khách hay không, còn tùy thuộc vào cách mà bạn vận hành công việc. Nếu là người làm việc trong tổ chức, bạn có cơ hội để được cấp trên biết tới, nhưng có thể hiện được hết hay không, còn tùy vào việc bạn có tầm nhìn xa trong công việc của mình hay không. Nên thay vì ngẫm nghĩ, từ đầu năm đến giờ chẳng làm được gì, cũng chẳng thuận hành, hãy cứ bắt đầu xốc lại tinh thần, lên lại nhiệt huyết sôi mạnh dạn mà bước chân vào cái đoạn xây dựng lại mọi điều. Biết dùng người, biết kiên định, thương người cần thương, bỏ người cần phạt, không cả nể, không nhân nhượng, không ôm đồm những kẻ không xứng đáng được đồng hành dài lâu. Thị phi, hiểu nhầm hay tranh cãi đều tiếng là thứ tự nhiên với bạn như hít thở, ăn uống, nên thay vì bận tâm muộn phiền suy tư vì nó, nghĩ suy thanh bình vì nó, hãy cứ điềm nhiên mà chấp nhận, sẽ rất phí nếu Giáp Dần không làm, sẽ rất uổng nếu bạn không cố gắng. Giờ là lúc cung mệnh cuộc đời Giáp Dần rộng mở, tập trung khảm nạm vào sự nghiệp tựu thành, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc, mà là những tín ngưỡng tinh thần. Bởi vậy họ thường không mấy để tâm tới mức độ kinh tế, nhưng họ cũng không cần lo lắng về kinh tế, vì có rất nhiều nguồn thu nhập, nó thường được quyết định bởi lý tưởng và mục tiêu họ đang theo đuổi. Người tuổi Giáp Dần không tham dự vào thương trường, vì họ vốn không có lòng ham mê phất lên làm giàu, cũng không phải là kẻ sùng bái đồng tiền. Cho nên, ngoài địa vị và danh dự, họ chẳng mong kiếm được nhiều tài lợi, chỉ mong xông xênh túi tiền tiêu là được. Tuổi này thường quá chú trọng tới lý tưởng, luôn cho rằng cách mình kiếm được tài lợi là việc thực đáng kiêu hãnh. Theo họ, điều này vô cùng quan trọng, vừa không tổn hại sự hoàn thiện nhân cách, vừa có thể giúp cuộc sống hiện tại thoải mái, dễ chịu hơn. Thông thường họ không đưa ra những quyết định vội vàng cho những lựa chọn của mình, mà vẫn có thể kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ, dù có nguy hiểm, chuẩn bị kịp thời trước đó khá kín kẽ, có tác phong thẳng thắn, dám nói dám làm. Con giáp này làm việc tích cực, nhiệt tình và có trách nhiệm, họ rất ham học hỏi, cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới, quyết đoán và dứt khoát. Họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời, không e sợ trước cường quyền, đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó chịu khổ để đạt được thành công. Những người sinh năm Hổ, hợp với công việc có tính cạnh tranh trong môi trường biến đổi nhanh chóng và náo nhiệt, họ lại càng có khả năng thể hiện phản ứng linh hoạt và khả năng phán đoán hơn người của mình. Muốn kinh doanh sẽ có nguồn hàng tốt, muốn làm doanh nghiệp sẽ có môi trường năng động, trẻ trung, muốn đầu tư sẽ có cơ hội ngay từ tháng 1 âm lịch trước đó, muốn phát triển tài lộc sẽ có cơ hội cho bản thân được vẫy vùng thỏa chí tài, nên cái Giáp Dần cần lưu ý là giờ đây không còn một nghề thì sống đống nghề thì chết nữa. Nhưng cũng không vì có nhiều cơ hội mà bạn lại trở nên ôm đồm tham lam, sự thấm duyên và vận may của bạn đánh chủ đạo vào chữ nhân, tức là yếu tố con người. Về tài chính, tiền bạc sẽ có nhiều hơn, dễ kiếm hơn và thay vì bắt đầu hư hao thì thật sự bắt đầu đọng lại. Chứng khoán, bất động sản là những kênh đầu tư có thể Dần chưa đủ vốn. Nhưng cần phải để tâm Dần để chuẩn bị cho đại chu kỳ ở phía sau, mở ra cho họ một kho tiềm tàng để kiếm tiền. Chỉ nhớ rằng, năm nay bạn vừa làm,
vừa phải đầu tư phát triển bản thân, nâng cao năng lực, đến như cây lớn đón gió, đón cơ hội mới và lớn hơn. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Giáp Dần có phần không quá quan tâm tới chuyện tiền bạc đối với họ. Thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải là tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Những người này quan niệm rằng tiền bạc là vật ngoài thân, họ luôn lạc quan và vui tươi, yêu đời. Khi có tiền, họ rất rộng rãi, chi tiêu cho bạn bè và người thân, vì thế mà tuy thu nhập không tồi, nhưng tiền bạc tích lũy cũng chẳng được là bao. Nhưng Giáp Dần 1974 nhờ có tài, lại được hưởng lộc cách, nên tiền nong không bao giờ thiếu. 30 tuổi nhiều người đã tích lũy được nhiều tiền bạc, càng về già cuộc sống càng sung túc, giàu sang. Dù là nam hay nữ, ở thời điểm hiện tại cũng đã đạt được độ chín về đường đi lối lại trong công việc, có quan hệ có mánh lưới riêng, có sự ổn định về tư duy và đã thoát hoàn toàn khỏi sự khống chế trong nỗi buồn về những câu chuyện tình yêu. Ở thời điểm hiện tại cũng là lúc bạn đã trải qua những thiệt hại và mất mát đổ cho giai đoạn tiền trung vận. Tiếp theo, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực vượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian vượng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết.
Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Giáp Dần trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào? Vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 8 năm 2023 âm lịch cho thấy rằng, có thể tháng này người tuổi Giáp Dần chưa thực sự đạt được những bước tiến vượt bậc nào trên các phương diện cuộc sống. Song bạn đừng vì vậy mà nản lòng, đây là khoảng thời gian bạn cần hết sức cố gắng để có thể tạo bước đà cho sự phát triển trong tương lai. Sự nghiệp của bản mệnh thiên về bình ổn trong khoảng thời gian này, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không phát triển, bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để học thêm các kiến thức, kỹ năng mới hoặc là tiếp xúc với những nội dung công việc mới giúp mình trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Công việc lặp đi lặp lại đôi khi có thể khiến bạn thấy nhàm chán, song nguyệt lệnh lâm thai khuyên bạn chớ nên lơ là, thiếu tập trung, nếu không làm việc nghiêm túc, bạn có thể sẽ dễ đầy xảy ra lỗi sai hoặc làm chậm tiến độ, ảnh hưởng tới cả tập thể. Với những người vừa bước chân vào lĩnh vực mới, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ và chú ý học hỏi mọi người hơn. Đừng ngại ngần nêu ra câu hỏi hay ý kiến của bản thân, như vậy bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề, thậm chí gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc nên dành thời gian để suy nghĩ xem điểm mạnh của mình là gì, công việc mình muốn làm là gì. Bạn cần nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng những điều quá xa xôi, có như vậy bạn mới tìm được công việc phù hợp với mình. Tử vi cát tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thì tháng này nhiều cơ hội để bạn khẳng định vị thế sẽ xuất hiện. Nếu biết nắm bắt kịp thời, bạn có thể tạo ra những bước đi vững chắc cho hành trình thăng tiến trong tương lai. Cơ hội thăng tiến của tuổi Giáp Dần rộng mở, dù là làm doanh nghiệp tư nhân hay ở cơ quan nhà nước, các bạn đều có cơ hội như nhau, miễn là thực sự nỗ lực và cầu tiến. Ngoài ra, khi đối diện với các thách thức và khó khăn, có giải thần đứng ra ứng cứu kịp thời, công việc tiến triển đúng như dự kiến. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi cho thấy, tình hình tài chính của người tuổi Giáp Dần cũng chưa có dấu hiệu phát triển quá rõ ràng trong thời điểm này. Song, bạn không nên vì vậy mà vội vàng làm việc thiếu cân nhắc. Đây là lúc bạn nên chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực để chờ đợi cơ hội đến từ bất cứ lúc nào. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều hợp đồng lớn nhỏ, bỏ túi không ít lợi nhuận. Người buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn tự do cũng có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất thai, vận khí còn yếu ớt, làm gì cũng cần tiến hành từng bước, bước chậm nhưng chắc, còn hơn là nhanh mà bất ổn. Đa số tuổi Giáp Dần giỏi kiếm tiền, nhưng kỹ năng quản lý tiền bạc, tài chính lại không tốt, vì thế rất khó để tích lũy cho tương lai, bản mệnh nên cân nhắc rèn luyện thêm kỹ năng này. Có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nếu đã nhìn ra tiềm năng ở công việc hay hạng mục đầu tư nào đó, hãy mạnh dạn tiến hành, đừng quá do dự kẻo bị tuột mất cơ hội kiếm bạc triệu. Dù làm ăn kinh doanh ở bất cứ lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian bổ sung thêm kiến thức cho mình. Khi bạn có kiến thức và kỹ năng vững vàng, lại có mục tiêu cụ thể, thì bạn không sợ phải chịu những sự cạnh tranh, chơi xấu của bất cứ ai. Những ai vừa bước chân vào lĩnh vực mới hoặc đang có nhiều tiền trong tay, chớ vội vàng đầu tư vốn, bạn chớ nên nghe theo những lời dụ xe bùi tai của những người không quen biết. Nếu bạn không thận trọng thì rất dễ rơi vào cái bẫy của tiểu nhân, dẫn đến cảnh tiền bạc thất thoát. Cát tinh tử vi và giải thần cho thấy cơ hội vẫn sẽ xuất hiện trong tháng này, nhưng chỉ những ai nhanh nhạy mới có thể nắm bắt. Thời điểm này, bạn nên chú ý giúp đỡ mọi người xung quanh, mở rộng các mối quan hệ để chuẩn bị cho tương lai. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tiếc rằng phương diện tình cảm cũng sẽ không đem đến cho người tuổi Giáp Dần nhiều tin vui, quan hệ rạn nứt là dấu hiệu chứng tỏ bạn nên xem lại cách hành xử của mình, nếu mắc sai lầm ở đâu thì cần mau chóng tìm cách sửa đổi ngay. Người có đôi có cặp không giữ được những mối quan hệ ngoài luồng, dù bạn gặp được nhiều người tiếp cận đi nữa thì cũng chớ có buông thả bản thân hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy giữ khoảng cách phù hợp với người khác để không rơi vào những lời đồn thổi tai tiếng, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân, tổn thương tới những người thân thiết của mình. Nếu đang tìm hiểu một ai đó, bạn cũng nên nhắc nhở mình dành nhiều sự quan tâm hơn cho đối phương.
nghiêm túc chớ đứng núi này trông núi nọ. B. Nếu bạn không chân thành trong chuyện tình cảm, thì mối quan hệ sẽ chẳng thể nào lâu bền. Bạn không những khiến cho đối phương tổn thương, mà trong tương lai bạn có thể cũng sẽ phải hối hận. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 cho người đang còn độc thân, chớ nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia của bạn và coi thường những người chân thành tiếp cận mình. Bạn không phải là một người hoàn hảo, vì thế đừng yêu cầu ai đó phải đáp ứng mọi yêu cầu mà bạn đặt ra. Trong các mối quan hệ, sự chân thành là điều quan trọng, khi đã ở bên nhau thì nên tìm cách dung hòa với nhau hơn. Cuối cùng là xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm 2023. Về mặt sức khỏe, bản mệnh hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Có điều bản mệnh hết sức lưu ý tới vấn đề an toàn thực phẩm, hạn chế ăn hàng, quán, kẻo bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tới tính mạng. Về mặt đông y, mùa thu nên chú trọng sơn sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe theo nguyên tắc dưỡng âm ẩm, chống khô hanh. Cần phối hợp kết hợp giữa sinh ở nhiều khía cạnh cùng lúc để đạt hiệu quả cao như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết. Về chế độ dinh dưỡng, nên tăng chua giảm cay. Về thói quen ngủ nghỉ, nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về tập luyện, nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động quá mạnh, gây phản tác dụng dưỡng sinh. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý dưỡng sinh về mặt tinh thần, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương nhất là đối với những người già, khi tuổi đã xế chiều. Người trẻ cũng vì cảnh buồn mà người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ sinh bực tức. Tuổi Giáp Dần cần giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ tuổi Giáp Dần có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần mới của tuổi Giáp Dần có khá nhiều điều rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe, thân thể, hãy tránh xuất hành xa, tránh tới những nơi nguy hiểm, tránh những công việc có tính chất mạo hiểm cao, đi lại thận trọng, chú ý an toàn, thất sát rình rập điềm báo va chạm, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tháng này bạn gặp phải thái tuế, công việc không suôn sẻ, lúc nào cũng phát sinh vấn đề, khiến bạn vô cùng chán nản, ngoài việc cố gắng hơn nữa, thì chẳng còn con đường nào khác. Nhiều lúc bạn muốn buông xuôi, song là người trưởng thành, bạn biết mình cần phải giữ vị trí và nỗ lực nhiều hơn. Tài lộc thất thoát nhiều, nên dù có kiếm được khá nhiều thì bạn cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Những cuộc hội họp, những đám xá quen biết làm bạn tốn một khoản không nhỏ. Ngoài ra, để giải tỏa căng thẳng trong công việc, người này cũng tiêu nhiều tiền vào việc thư giãn, giải trí. May mắn vận trình có rồi cũng có may, không đẩy bản mệnh phải rơi vào tuyệt vọng. Sao Hồng Loan mang tới quý nhân và cũng là ý trung nhân của bạn. Có thể nói người này không những khiến bản mệnh rung động, mà còn là bạn tâm giao chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và đưa tới những lời khuyên quan trọng, giúp bạn vững vàng hơn. Quý nhân, Tuất, Hợi. Tiểu nhân, Thân, Tỵ. Màu sắc may mắn, vàng, cam. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Khác với tử vi tuần trước, tuổi Giáp Dần đón tuần mới tương đối thong dong, bạn có một số điểm cần lưu ý về tình cảm và tài chính, nhưng bù lại công việc, sự nghiệp thăng tiến và phát triển, bản thân bạn lại rất khả quan, điều đó phản ánh thái độ tích cực và cố gắng không mệt mỏi của con giáp này trong suốt thời gian qua. Hiện nay, người này có thu nhập ổn định và khá, bạn còn có cả những khoản làm thêm tốt, nên không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng do chi tiêu không có hoạch định, lúc nào cũng vung tay quá chán, vào những chuyến đi du lịch, những buổi ăn chơi tụ tập nên lâm vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Tiểu hao cũng mang tới chút phiền toái khi bạn phải chi tiền thăm nom người khác càng thêm thiếu hụt hơn. Tình cảm lúc gần lúc xa, khi có khi không, khiến bạn khó chịu. Chỉ khi hiểu được tâm trạng và tinh thần của bản thân thì mới chỉ định được đúng, định hướng mối quan tâm của mình, biết bạn cần gì và nên cố gắng vì điều gì. Người độc thân hơi tiêu cực khi nhìn nhận vấn đề về tình cảm, may là thiên vu chủ về thông minh, trí tuệ, thích học hỏi, đã tới làm sáng vận trình của bản mệnh. Bạn chăm chỉ nỗ lực học tập làm theo tấm gương của những người đi trước, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho mình để áp dụng vào công việc, tìm cho mình chỗ đứng vững chắc, có cơ hội thăng tiến cao. Quý nhân, Ngọ, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuần này,
Tình cảm của người tuổi Giáp Dần có sao đào hoa hậu thuẫn, người độc thân hay đang yêu đều tốt, tìm thấy nguồn cảm hứng và niềm hạnh phúc riêng. Người độc thân đã rung động và đang trên con đường nỗ lực tìm thấy tình yêu cho riêng mình. Ngoài ra bạn còn biết tận hưởng những mối bạn bè bền vững nên càng thêm thỏa mãn hơn. Hung tinh thiên cầu hoành hành, bạn hãy thận trọng về sức khỏe và công việc. Tiểu nhân chơi xấu có thể tung tin đồn thất thiệt, khiến người này bị thiệt hại về danh dự, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, khiến nhiều người có cái nhìn khác lạ về bạn. Tai nạn và vấp ngã cũng rất dễ xảy đến, có họa huyết quang cũng không tránh khỏi. Riêng về thân thể đề phòng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhất là những người làm việc ngoài trời, làm việc ngoài công trường, làm việc trên cao, làm việc ở khu vực có địa hình phức tạp, có thể chỉ là va chạm nhỏ, xước xát chút thôi, nên cũng đừng quá lo lắng, mất tinh thần. Quý nhân, Dần, Tuất. Tiểu nhân, Ý, Dậu. Màu sắc may mắn, xám, hồng. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuổi Giáp Dần bước sang tuần cuối của tháng cho biết bạn có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng nhưng lại không biết tận dụng, thật là đáng tiếc. Tình cảm cũng vượt khỏi tầm tay, gây biết bao nhiêu ân hận, chỉ có tài lộc và sức khỏe là khả quan, sẽ được hưởng trọn vẹn những thành quả của mình mong mỏi. Công việc nhờ có chính quan nâng đỡ nên người khác sẵn sàng giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, tiếc rằng bản mệnh lại làm không tốt. Để xảy ra sai sót, chẳng những không gây ấn tượng tốt mà còn để lại ánh nhìn thiếu tin tưởng, người giới thiệu bạn cũng bị liên lụy không ít. Người trong lòng đã có mặt ở ngay trước mắt mà bạn còn chần chờ để mất đi, những lúc thế này, sự cục mịch, chậm chạp và thận trọng thái quá chính là điểm yếu chết người. Người có đôi thì lại không trân trọng người bên mình, lúc mất đi rồi mới ngơ ngác tiếc nuối. Thiên đức tốt lành phù trợ may mắn về tài lộc và sức khỏe, các khoản đầu tư hoặc làm thêm bên ngoài cho thu nhập tốt. Đỡ đần cho chính tài yếu kém, thân thể mạnh mẽ, sức đề kháng tốt, không ốm vặt, tăng cường vận động nhiều hơn để duy trì thể trạng. Quý nhân, Tuất, Ngọ. Tiểu nhân, Dậu, Thân. Màu sắc may mắn, vàng, cam. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.